Thanh xuân có bạn ba bị buộc tạm dừng vì dư cảnh thiền, thí sinh được Lisa yêu thích nhất. Mới đây, thông tin Thanh xuân có bạn ba bị cuộc quảng bá phát thanh truyền hình thành phố Bắc Kinh, hay còn gọi là quản điện, bị buộc tạm dừng ghi hình khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang. Được biết, quản điện đã ra lệnh ra UKG tạm thời ngừng phát sóng Thanh xuân có bạn ba do có nhiều khán giả report các vấn đề liên quan đến show, yêu cầu tăng cường giám sát và nền tảng phát sóng phải có trách nhiệm, xây dựng môi trường internet lành mạnh. Nguyên nhân được cho là có liên quan đến những scandal của dư cảnh thiền, thí sinh hot nhất nhì chương trình. Với quyết định của quản điện, hiện tại toàn bộ các fandom Thanh xuân có bạn ba gần như chịu chung số phận, nỗ lực đưa idol xuất đạo về không. Hiện tại, dư cảnh thiền đang bị chỉ trích gay gắt vì làm ảnh hưởng đến toàn bộ các thực tập sinh khác. Bên cạnh đó, cũng có tin đồn cho hay các show tuyển tú ở Trung Quốc sẽ bị khai tử, sang năm có lẽ sẽ không còn có show tuyển chọn nữa. Chưa biết thực hư thế nào, nhưng nếu đây là sự thật thì quả là thông tin gây tiếc nuối cho người hâm mộ. Trước đó, thông tin dư cảnh thiền, thí sinh hot nhất nhì Thanh xuân có bạn ba, có thể sẽ tuyên bố rời khỏi chương trình trong tập phát sóng tiếp theo đang khiến người hâm mộ xôn xao. Cụ thể, điện quảng bá của dư cảnh thiền ở trạm tàu điện ngầm Hàng Châu và Quảng Châu cũng đã bị gỡ. Dư cảnh thiền có thể được xem là một trong những thí sinh nổi bật nhất Thanh xuân có bạn ba khi liên tục gây sốt với ngoại hình nổi bật. Không những thế, trong chương trình, anh chàng còn nhận định là gần như không có đối thủ do sở hữu tài năng vượt trội, liên tiếp giữ vững vị trí No. 1 trên bảng xếp hạng Thanh xuân có bạn ba. Dư cảnh thiền cũng là một trong những thí sinh được huấn luyện viên Lisa Blackpink công khai bày tỏ sự yêu thích. Truyền thông Hoa ngữ đánh giá rằng nếu giữ vững phong độ thì dư cảnh thiền cầm chắc suất debut với vị trí center. Tuy nhiên, sóng gió dường như đang ập đến với anh chàng, khiến cơ hội debut gần như mong manh hơn cả. Gần tới ngày chung kết tìm ra thành viên cho nhóm nhạc mới, trên mạng xã hội xuất hiện loạt bài viết tố bố mẹ dư cảnh thiền kinh doanh dịch vụ KTV có liên quan đến buôn bán ma túy và cả mại dâm. Bên cạnh đó còn có thông tin dư cảnh thiền mang hai quốc tịch. Nam thí sinh đã ghi trong bài giới thiệu của mình là người Canada. Netizen suy ra anh chàng đã từ bỏ quốc tịch Trung Quốc vì luật pháp Trung Quốc không chấp nhận việc hai quốc tịch. Điều này khiến dân mạng tỏ thái độ phẫn nộ nhiều hơn, yêu cầu anh chàng phải rút khỏi chương trình. Sau khi sự việc nổ ra, phía công ty quản lý của dư cảnh thiền đã có một bài viết phản hồi lại thông tin. Điều đáng nói, công ty chỉ nhấn mạnh việc dư cảnh thiền không thực hiện bất kỳ hành vi nào liên quan đến bài viết đang được chia sẻ trên mạng xã hội hoặc tham gia vào các hoạt động có ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Công ty hoàn toàn phớt lờ về bố mẹ của nam ca sĩ có thực sự vướng vào bê rối KTV buôn bán ma túy, mại dâm không. Trong một diễn biến khác, mẹ của dư cảnh thiền đã đăng tải một bài viết rất dài nêu rõ vấn đề tồn đọng trong những năm qua. Theo đó, KTV Cảnh Lộc được thành lập vào năm 2005, tuy nhiên đến năm 2008 vì gia đình chuyển tới Canada sinh sống nên đã làm thủ tục sang nhượng KTV này cho người khác. Tuy nhiên các giấy tờ chưa được giải quyết dứt điểm, mẹ dư cảnh thiền khẳng định gia đình không còn liên quan về mặt kinh doanh đến KTV này nữa. Là một thần tượng nên lụp xùm như vậy càng không thể được bỏ qua, thế nên dư cảnh thiền đã bị đề nghị rơi show vì anh chàng là người có sức ảnh hưởng, sẽ gây hiệu ứng xấu tới người khác, gây ra hệ lụy lâu dài.